và các quý vị là đây là chiếc sập mang mã số 1C20 nằm tại tầng 1 khu C của đồ gỗ Đức Hiền, và cái số 20 tức là ở cái mé sát cầu thang, ở mé bên kia cầu thang. Đây là chiếc cầu thang. Cái chiếc mà sát cầu thang đây chính là 1C21, còn cái chiếc mà từ cầu thang nhìn sang chính là 1C20. Thì hiện nay là cái tầng 1 khu C chúng tôi đang bày la liệt đây độ 30-40 chiếc sập. Thì chúng tôi đặt theo tên, theo vị trí của nó, đây là chiếc 1C20. Và hôm nay là ngày buổi tối ngày 11 tháng 5 năm 2017. Chiếc sập 1C20 này thì trên mặt của nó là khung của nó là dày gần 8 phân và cái ván mặt thì là xẻ 2 phân, tức là hiện nay nó còn 1/7. Nhưng mà trên mặt này chúng tôi vẫn đang để mộc, chưa kịp sơn do là đang lắp lên cho nó hoàn chỉnh thôi. Nhưng mà trong thời gian tới mới có thời gian để sơn, hiện nay còn đang rất là bận hoàn thiện những cái hàng khác cho khách. Và chiếc sập 1C20 này thì được chọn vân rất là tuyệt tác. Đây là chiếc sập cổ rời, nhưng mà dạ của nó thì vân thì đẹp tuyệt tác, đẹp, một trong những chiếc đẹp nhất luôn. Đây là dạ tiền. Dạ tiền này là dày 10 phân và dạ hồi là dày 8 phân. Dạ hồi cũng vân đẹp như thế. Và vừa nãy khi chúng tôi có quay chiếc 1C1 ở phía đầu bên trong thì chúng tôi quên không nhắc là chiếc sập đó là cổ liền, còn chiếc này là cổ rời. Thực tế thì từ truyền cổ đến giờ các cụ vẫn làm cổ rời. Cổ rời thì ưu điểm của nó là cái phần gù của cái vai nó được gồ sống trâu ra nhiều hơn, cho nên trông nó rất là mọng mẫy như thế này. Và đây là tôi đang đi sang bên tay trái để quay tiếp cái dạ bên trái. Như vậy tôi quay lại là bắt đầu từ dạ bên trái và từ từ đi đến chân và chuyển sang bên dạ bên phải. Như vậy là quý vị đã nhìn rất là rõ toàn diện các bề của chiếc sập 1C20. Tôi ghi đây nó hơi mờ này, 1C20 rồi. Xin quý vị liên lạc với kỹ sư Đức theo số 0984 666 999. Cái số này cũng chính là số đăng ký Facebook, hoặc là số của Zalo Viber là 0967 666 111. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin mời quý vị xem tiếp. Cái clip tiếp theo sẽ là giới thiệu một chiếc sập trơn khác. Qua cái sập 1C20 thì đến chiếc sập 1C22 là chiếc thập điểu quần mai 1m6 2m, và đến chiếc 1C24 là sẽ là xuất hiện trong clip sau. Xin chào tạm biệt quý vị.